Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người món xúc xích chiên giòn. Đấy. Đây mình đã chiên xong rồi đây. Đấy. Nhìn rất hấp dẫn nha. Rất là ngon. Rất là thơm và ngon. Đây là món ăn được rất nhiều trẻ em ưa chuộng. Mình đang chiên ra cho vợ mình ăn. Nóng lắm, vợ để đấy, ăn này ra cho. Rất là thơm và ngon. Xúc xích thì các bạn nên mua ở trong siêu thị nhá. Nó sẽ đảm bảo hơn là mua ở ngoài. Nhiều lúc mình mua ở ngoài mình không rõ nguồn gốc ấy. Đó. Món này thì chấm với tương ớt. Rất là ngon. Vợ mời mọi người ăn lên. Mời mọi người ăn nha. Ngon lắm. Đây là cái gói xúc xích mà mình mua à. Mời ông siêu thị nha. Cho con trai cho một cái chai. Hello con trai, chào mọi người đây. Cú ơi, đang mải chơi à? Đây là nhân vật là khá nổi tiếng trên YouTube nha. Đây là cô Bin. Đấy. Bin chào mọi người. Nào. Cô Bin đang mải chơi. Ôi, chào mọi người nha. Mình ăn đây.